nhớ à. Làm gì đây, đến với anh này à. Ừ em yêu, đừng có buồn phiền. Bọn mày á, không yên với tao đâu, biết không? Anh á, anh đừng có suốt ngày nhậu nhẹt rồi đòi tiền. Đàn ông á, đừng có hèn như vậy. Mày nói ai hèn mày? Tôi nói anh đó. Mày tin tao đập mày chết không? Hả? Chân vội bước mê say, đôi cuồng tim cuồng si nồng cháy. Nhớ nghe anh đêm nay, nhớ nghe anh đêm nay. Mình vai kề vai đắm say. Sống buông lời những đêm dài lòng tôi. Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền. Gái bây giờ Việt Nam không lấy mà tính tới ngày mới lấy để lòng. Xã hội này giờ trẻ lớn bé đều có smartphone mà bồ làm loạn. Đẹp là được à, bao người mê. Xấu như quỷ thì bao người chê. Trai bây giờ ít ăn diện quá, con gái nó bảo là dân nhà quê. Chứ bây giờ anh trai ơi, tao không bao giờ dám biểu tao giặt đồ. Hà quá mày, không bao giờ dám sai tao đi rửa chén. Nó đàn ông quá, không bao giờ nói tao một lời đi nấu cơm. Đàn ông quá, nó chỉ cần liếc một cái thôi là tao làm hết luôn à. Đàn bà. Con Út, con Út nó có chữ đó. Trời ơi là trời ơi, Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có trong. Ủa ba, sao hồi đó má chịu lấy ba? Tại má mày đuôi. Ủa mà con không hiểu sao nhà mình nghèo hoài quá ba. Tại để dành tiền chị bệnh đuôi cho má mày. Còn phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố. Xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhẫn là vết ố. Nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ. Mày thấy nó rồi hả? Thấy ông nội mày. Ủa à, ông nội tao vô trọng chi ta? Ông nội mày dưới này nè. Mày lì quá, tao đuối cho mày. Đừng suy nghĩ nhiều đau đọc. Đừng suy nghĩ nhiều đau đọc. Bởi những lan man sẽ làm ta chi tối. Ước mơ càng rộng thì nghị lực càng đầy. Tập trung xây dựng những thứ ta đang có. Tạo ra điều mới khác biệt từ chính ta. Và tao nói là mỗi tôi khắp mặt vẫn thấy chi gì. Bước ra đây. Bây giờ ha, biện pháp cuối cùng, không ra hả, tôi đốt sạch cái quán này nghe chưa. Ủa ai làm rớt tiền nè? Bố đây không sợ, cuộc đời này gặp gành trong gai, tao còn không sợ, vậy thì mày tuổi gì làm tao. Nhớ à, làm gì đây, đến với anh này à. Em yêu, đừng có buồn phiền. Bạn bè thân qua mượn tiền rồi im luôn. Gọi điện không nghe mà nhắn tin không thèm trả lời. Em còn lên Sài Gòn làm kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ nữa anh. Ở đây cũng kiếm tiền được vậy? Tôi cũng kiếm tiền được cho em mà.
ở đây không có thay đổi được cuộc sống của em. Sao không thay đổi? Mình vẫn nghèo tự nhiên mà, có gì đâu. Mình là anh em với nhau mà. Nhưng mà chỉ là đóng giả thôi. Sao con ghệ tao nó có bầu luôn vậy? Mày thử nghĩ đi, nếu tao không làm cho Thủy có bầu thật, mày có tức tao không? Anh mai đi trà sữa. Em mời nhưng anh bao. Ủa sao anh phải bao em? Mày bao không? Ờ bao bao bao. Tao cắt mày bỏ vô bao luôn bây giờ. Ờ để mai anh bao vô. Uống nhiều ly cũng được. Ờ. Anh đang bị công an đuổi theo. Hiện tại anh đang chạy về hướng nào? Hướng biên giới. Anh Hậu bình tĩnh nghe em nói. Anh tới ngã ba rừng thì quẹo phải. Anh nhớ là đừng chạy về biên giới. Là ai? Dạ là. Là ai? Là cô Duyên, hiền ngoan nhất xóm, hiếu thảo siêng năng bao. Mày ngắm đi, mày lại, mày tuổi mày đẹp hả? Mày làm mặt thiên thần, mày làm mặt gợi cảm với tao hả? Tao nói cho mày biết là từ đây về sau mày mang cái cấu hình này ra đường nữa là chúng quanh mày má mày nhìn không ra nha. Xấu đi tiện. Má ơi, nó chửi không kịp phản ứng luôn á.